Chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn quay lại với kênh Thắng ơi. Trong buổi chia sẻ hôm nay thì Thắng ơi sẽ dành thời gian chia sẻ với quý anh chị em và các bạn về một chủ đề khá là hấp dẫn và thú vị liên quan tới việc đánh giá xem là hiện nay kênh nào là một trong những cái kênh đầu tư dài hạn hiệu quả nhất tại Việt Nam. Và trong 10 năm tới thì kênh này liệu có đóng vai trò là một trong những kênh đầu tư hiệu quả nhất hay không? Thì chúng ta sẽ dành ra thời gian để trao đổi và chia sẻ với anh chị em và các bạn. Thì trước khi chia sẻ với anh chị em và các bạn thì chúng ta hứa hẹn đây sẽ là một video khá là hay, hấp dẫn mà Thắng ơi sẽ dành ra rất nhiều tâm huyết để nói hết những gì mà Thắng ơi hiểu về kênh này như thế nào và thị trường nó sẽ diễn biến ra sao trong 10 năm tới. Để anh chị và các bạn thoải mái hơn trong cái câu chuyện dành thời gian để theo dõi những cái gì Thắng sẽ chia sẻ, thì anh chị và các bạn có thể ấn nút tạm dừng, kiếm cho mình một ly nước, một chiếc ghế để có thể ngồi thoải mái và tiếp tục theo dõi cái chương trình của chúng ta trong thời gian sắp tới. Thì nhân tiện có một cái bài viết trên cái báo Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Đây, trên báo Thời báo Kinh tế Sài Gòn thì có một cái bài viết liên quan tới cái việc là nếu như thị trường bất động sản mà đảo chiều, tức là gọi là thay đổi về mặt xu hướng hiện tại. Lâu nay thì chúng ta vẫn nghe thấy một câu chuyện là thị trường bất động sản tăng giá trong giai đoạn 2014-2018. Và bài viết đặt ra một cái vấn đề là nếu thị trường bất động sản đảo chiều thì sao? Thì đâu là sẽ là cái đơn vị lo lắng nhất? Thì câu trả lời được đưa ra là lo lắng hơn cả vào thời điểm mà hiện nay có lẽ là ngân hàng thương mại. Vì khi mà rủi ro đến từ cả người mua nhà để ở, cả nhà đầu tư lẫn các doanh nghiệp phát triển dự án thì đều sẽ dẫn đến cái đích cuối cùng, cái mục tiêu cuối cùng, đó là đem cái rủi ro đến cho các ngân hàng thương mại. Bởi vì tất cả các chủ thể này thì có lẽ là đã và đang sử dụng cái đòn bẩy margin của ngân hàng cung cấp trong thời gian vừa qua. Thì vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là với cái đánh giá, với cái nhận định của một số cái chuyên gia cũng như các cái tổ chức về việc là đặt ra một cái giả thuyết là nếu như thị trường bất động sản đảo chiều tức là đang tăng thì đảo thành giảm. Những nhận định trước đây trong rất nhiều video của Thắng ơi, trong số gần hơn 50 video về thị trường bất động sản, sẽ để lại cái đường link ở phía dưới của cái phần mô tả video này. Anh chị và các bạn muốn tham khảo thêm thì ấn vào link để xem. Thì cho rằng là thị trường bất động sản của chúng ta thì khó có thể đảo chiều, mà thông thường thì sẽ đi vào một cái giai đoạn, đó là giai đoạn đóng băng mỏng và trầm lắng trong một khoảng thời gian dài, kể từ nửa cuối năm 2017 tới nay. Nhiều người thì sẽ tranh luận với Thắng ơi rằng là thực tế thì mới gần đây thì những cái thanh khoản của thị trường mới có những cái dấu hiệu của chuyện xấu đi. Tuy vậy thì việc đánh giá một cái thị trường ở cái góc độ chiến lược vĩ mô thì chúng ta không khó để nhận ra rằng là thị trường đã có phát đi những cái tín hiệu ban đầu của câu chuyện là nóng ấm mà giai đoạn trước đó chậm bớt hơn, giảm bớt cái nhiệt nóng hừng hực trong giai đoạn 2015-2016. Cuối năm 2017 thì thị trường đã đến một cái trạng thái, tức là gọi là đỉnh điểm của cái việc nóng hừng hực. Và đến khoảng tháng 11 năm 2017 thì cái câu chuyện nóng bừng bừng của thị trường bất động sản đã tạm là giảm bớt. Và kể từ đó tới nay thì thị trường đi vào một cái trạng thái là giảm dần cái sức nóng, cũng như là bước vào một cái giai đoạn là số lượng giao dịch thì giảm hơn. Vòng vo với anh chị và các bạn về một cái câu chuyện, một cái bài báo trên cái Thời báo Kinh tế Sài Gòn, thì chúng ta muốn anh chị và các bạn hiểu hơn một vấn đề là cái câu chuyện của thị trường hiện nay thì nó gặp những cái khó khăn. Tuy vậy thì theo quan điểm của chúng tôi thì bất động sản vẫn sẽ là một trong những cái kênh là đầu tư mà đem lại nhiều cái hiệu quả, cũng như là một trong những cái kênh mà đầu tư dài hạn hiệu quả hơn hết. Thì chúng tôi sẽ chứng minh với anh chị em và các bạn về câu chuyện này. Thứ nhất là không khó để quý anh chị em và các bạn nhận ra rằng là trong suốt gần 30 năm vừa qua thì thị trường bất động sản của Việt Nam đều tăng trưởng rất là đều đặn, định kỳ. Thì có thể thấy nếu anh chị và các bạn xoay ngược thời gian trở về 30 năm về trước thì đến ngày hôm nay thì giá bất động sản đã có
rất nhiều những cái chu kỳ tăng nóng rồi nguội lại rồi suy giảm. Tuy vậy thì nếu tính tổng toàn thị trường cho một cái chu kỳ dài gần 30 năm vừa qua thì chúng ta thấy rằng là kể từ năm 1991 khi mà chúng ta bình thường hóa quan hệ với các nước trên thế giới cũng như là mở cửa một cách sâu rộng hơn cho nền kinh tế thì thị trường bất động sản riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung đã trải qua cái sự tăng trưởng vượt bậc và đã đưa Việt Nam của chúng ta thì đến ngày hôm nay đang là một trong những cái đất nước có rất nhiều cái sự phát triển cũng như là tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam thì đang nằm ở trong cái top 10 cái quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất hiện nay. Từ đó thì chúng ta thấy được rằng là cái kênh mà để đầu tư dài hạn thì thực tế đã chứng minh rằng là bất động sản đem lại những hiệu quả bền vững về mặt dài hạn nhất trong tất cả các kênh đầu tư mà chúng ta đã biết, đã thực tế đã chứng minh. Tuy vậy thì nhiều anh chị em và các bạn có tham gia lĩnh vực chứng khoán hoặc là tham gia một số các cái lĩnh vực khác liên quan đến đầu tư thực tế, kinh doanh cà phê, nhà hàng, khách sạn hoặc là tham gia bất kỳ một cái lĩnh vực nào khác thì đều có thể phản biện với chúng tôi rằng là có rất nhiều cái kênh đầu tư khác nó cũng đem lại cái hiệu suất đầu tư cao. Tuy vậy thì có thể một số cái hoạt động kinh doanh, đặc biệt là những cái hoạt động kinh doanh trong cái kinh tế thực liên quan tới các cái hoạt động như là làm nhà hàng, làm doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hoặc là làm những doanh nghiệp dịch vụ thì nó cũng đem lại những cái biên lợi nhuận cao. Tuy vậy thì cái sự phát triển bền vững mà kéo dài được trong một cái khoảng biên thời gian từ 20 năm trở lên thì thực sự là chưa có một bất kỳ một cái kênh nào có thể gọi là đem lại cái biên lợi nhuận và đem lại cái tốc độ tăng giá nhiều như thị trường bất động sản. Anh chị và các bạn hoàn toàn có thể kiểm đếm, có thể test lại cái thực tế của thị trường bất động sản trong suốt kể từ năm 1990 tới nay là năm 2019, tức là suốt 30 năm vừa qua. Để anh chị và các bạn có thể biết được rằng là cái mức độ tăng giá của thị trường bất động sản có thể không nói ngoa là mỗi năm là tăng thêm một lần trong suốt 30 năm vừa qua. Vậy thì mà nhiều người lại có một cái phản biện khác liên quan tới việc là đã tham gia lĩnh vực chứng khoán, tham gia lĩnh vực đầu tư trên thị trường chứng khoán từ khi mà thị trường mở cửa chứng khoán năm 2000 đến nay, tức là trải qua 19 năm thị trường chứng khoán thì cũng đã và đang tìm ra những cái doanh nghiệp, những cái cổ phiếu trên thị trường có cái mức tăng tương xứng, thậm chí còn nhiều hơn so với thị trường bất động sản. Và rất nhiều anh chị và các bạn tham gia lĩnh vực chứng khoán và đầu tư chứng khoán sẽ có thể phản biện thêm là tham gia lĩnh vực đầu tư chứng khoán đôi lúc còn hiệu quả và là một cái kênh đầu tư dài hạn phù hợp. Và thực tế cũng đã chứng minh điều đó ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Có thể đưa ra được một vài cái cổ phiếu, một vài doanh nghiệp đã trải qua một cái chu kỳ phát triển trong cái sự thăng trầm của thị trường chứng khoán từ khi mà bắt đầu hình thành năm 2000 đến nay là năm 2019, cũng đem lại cái mức biên lợi nhuận có thể là hơn một lần cho một năm, tức là khoảng 40 lần cho 20 năm vừa qua. Thì thực tế điều này là có chứ không phải là không. Nhưng chúng tôi sẽ chứng minh với anh chị và các bạn đó không phải là cái kênh đầu tư dài hạn hiệu quả nhất của Việt Nam trong cái giai đoạn vừa qua cũng như trong tương lai, và có thể là đưa ra một cái nhận định là hiện nay thì bất động sản, đầu tư bất động sản và các sản phẩm bất động sản vẫn là kênh được ưu tiên hàng đầu của dân chúng, của các đơn vị đầu tư cũng như là các nhà đầu tư. Thì chúng ta sẽ dừng lại trong ít phút để quảng cáo. Anh chị và các bạn sẽ quay lại cái phần tiếp theo để chứng minh rằng đó là kênh hiệu quả nhất. Tại sao? Một số anh chị và các bạn làm trong cái lĩnh vực bất động sản thì nếu muốn tìm kiếm khách hàng cũng như là có những cái sản phẩm muốn chia sẻ với cộng đồng nhà đầu tư thì hoàn toàn có thể để lại cái bình luận, đưa ra cái sản phẩm của mình đang có nhu cầu cho thuê, đang có nhu cầu muốn bán hoặc là đang có nhu cầu muốn mua ở dưới cái video này để chúng ta cùng nhau chia sẻ và cùng nhau có thể là gặp nhau được qua nhờ vào cái việc là xem video của Thắng ơi và tìm được cái đối tác của mình
trong thời gian sắp tới. Chúng tôi luôn welcome, tức là luôn luôn ủng hộ quý anh chị em và các bạn đăng những cái bình luận liên quan tới mua bán mà anh chị và các bạn hiện nay đang có nhu cầu. Thì tại sao lại nói rằng là thị trường bất động sản vẫn hiệu quả hơn? Bởi vì chúng ta có thể thấy rằng là sản phẩm bất động sản thì nó hấp thụ được một cái lượng vốn rất là lớn của đại bộ phận dân chúng, của các nhà đầu tư, và phần đa trong chúng ta ai cũng có sở hữu ít nhất là một sản phẩm bất động sản. Đó chính là cái nhà, cái nơi để chúng ta đi về hàng ngày, đó là nơi chúng ta sinh sống. Thì đó là một sản phẩm bất động sản mà gần như là chúng ta ở độ tuổi trưởng thành, có gia đình thì ai cũng có. Và chúng ta nhìn lại thì thấy rằng là cách đây 10 năm trước, cách đây 15 năm trước, cách đây 20 năm trước thì thực tế giá của cái căn hộ, cái bất động sản của quý anh chị và các bạn đang sở hữu nó cực kỳ thấp luôn. Thì nhiều người sẽ thấy được, nhận ra được rằng là nếu cứ nhắm mắt không cần làm gì mua bất động sản cách đây 20 năm trước thì đến ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã tự nhiên mà giàu có lên rất nhiều. Để tôi kể một cái câu chuyện đó là thực tế trong cái lực lượng mà ngày xưa, lúc mà thời điểm mới ra trường tôi đi làm, đó là bên lực lượng vũ trang. Tôi làm bên một cái đơn vị quân đội công an. Thì có một người chú mà lớn tuổi hơn tôi, trong giai đoạn đó thì có vào thành phố Hồ Chí Minh rất là sớm, nhưng mà vì là chồng làm công an, vợ làm giáo viên, nên là mức lương của những cái đơn vị này trong cái giai đoạn cách đây 20 năm về trước thì khá là thấp. Do đó thì cái nhu cầu để mà tài chính để mà nuôi con cái học hành cũng như là cái nhu cầu sinh hoạt làm cho cái cặp vợ chồng này, tác động lên cái cặp vợ chồng này và đã làm cho họ phải tìm một cái kế mưu sinh nữa, đó là kinh doanh rau củ quả và rau sạch. Tức là rau, lúc đó thì không gọi là rau sạch mà gọi là kinh doanh rau muống và một số cái loại rau mà tự trồng để đem ra chợ bán kiếm thêm nguồn thu nhập. Thì lúc đó thì cặp vợ chồng này ở trên quận 3 và có một cái nhà khá là nhỏ thôi, nên không có cái diện tích đất trống để trồng rau và có cái sản phẩm là rau để đi bán. Do đó thì với cái cặp nhẫn cưới và cái đôi bông tai mà khi mà ngày xưa mà lúc mà cưới nhau thì cũng may là bố mẹ có một chút điều kiện thì cho cặp vợ chồng này. Và họ đã bàn với nhau rằng là bán đi cái của hồi môn này để mua một cái mảnh đất tại Thảo Điền quận 2 với cái diện tích gần 4 sào. Mục đích không phải là để đầu tư bất động sản mà là để trồng rau muống, để có cái nơi để chăm sóc trồng rau mà định kỳ là hàng tuần sẽ xuống, trong cái lúc mà không phải đi làm công sở thì sẽ xuống để hái rau về và đem bán tại chợ vườn chuối. Mục đích là để tăng gia sản xuất cũng như là nâng cao cái chất lượng cuộc sống và có cái đồng ra vào để nuôi con cái. Thì trong cái giai đoạn năm 1996-97 thì phải, thì cặp vợ chồng này cũng đã mạnh dạn là bỏ tiền ra để mua. Thì tại thời điểm đó thì cái khu vực đất ở bên An Phú, An Khánh hay là Thảo Điền thì nó chỉ là cái đầm sình lầy. Và cặp vợ chồng này đã tìm được một cái mảnh, tức là gọi là cũng bớt sình lầy một chút và có thể cải tạo để trồng rau muống ươn nước. Và họ cứ làm một cái công việc đơn giản, đó là vợ làm nhà giáo còn chồng làm công an trong cái lĩnh vực văn thư lưu trữ thôi. Sinh sống một cái cuộc đời rất là bình thường. Hết tháng thì nhận lương và tăng gia sản xuất bằng việc là buôn bán cái rau mà trồng được trên cái mảnh đất mà mua tại Thảo Điền. Thì một ngày không xa thì kinh tế càng ngày càng phát triển dự án càng ngày càng nhiều và thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh về cái hướng Thảo Điền và An Phú, An Khánh. Các dự án tại Thảo Điền phát triển và bỗng chốc thì cái giá bất động sản, cái miếng đất mà họ đã bỏ cái cổ hồi môn ra mua thì nó đã tăng chóng mặt. Và thực tế thì ở Thảo Điền so với cái giá họ mua thì thực sự là nó phải tăng tới vài trăm lần chứ không phải là tăng vài chục lần như anh chị và các bạn và chúng tôi vừa nói với anh chị và các bạn đâu. May mắn đến với họ và họ đã giàu lên một cách gọi là khá là dễ dàng, cũng như là nó gần như là cái sự hên xui. Tuy vậy thì chúng ta qua cái câu chuyện đó thì chúng ta mới thấy được rằng là giá bất động sản trong vòng dài hạn thì nó đã đem lại được cái hiệu quả đầu tư thực sự là rất lớn
cho các nhà đầu tư, mà đặc biệt là đã chọn đúng được một cái vị trí mà cái xu hướng phát triển của các cái thành phố lớn nó hướng về, thì sẽ đem lại một cái hiệu quả kinh doanh dài hạn rất là lớn, đem ta tới những cái mức sinh lời kinh khủng luôn. Và khi mà ra cặp vợ chồng này, cái khi mà đô thị hóa đã tiến sát tới cái mảnh đất của họ, thì họ đã chuyển đổi cái mảnh đất này thành vài dãy phòng trọ. Và hiện nay thì vợ chồng đã về hưu và chỉ cần thu cái tiền trọ gần, tôi nhớ không nhầm thì gần 80 phòng trọ gì đó, gần 80 phòng trọ tại Thảo Điền quận 2. Thì họ sinh sống một cái cuộc sống khá là ổn định và điều kiện kinh tế rất là tốt. Giá đất của họ hiện nay để dùng để xây 80 cái phòng trọ này thì nó đã lên tới là 100 m², lên tới cả hàng chục tỷ đồng anh chị em và các bạn, hàng chục tỷ đồng, thậm chí nhiều hơn. Thì đó, câu chuyện tôi kể để anh chị và các bạn định lượng thấy được rằng là xu hướng dài hạn thì đem lại cái hiệu quả hiệu ích rất là cao cho bất động sản. Vậy nhiều người bảo là Vinamilk chẳng hạn, hay là một số cái doanh nghiệp mà tiêu biểu trên thị trường chứng khoán kể từ năm 2000, nhiều người mà đầu tư vào thì đã có một cái mức sinh lời thực sự là rất cao. Tôi không phủ nhận cái câu chuyện này. Tuy vậy thì không phải ai cũng tham gia thị trường chứng khoán và hiểu về thị trường chứng khoán để có thể tham gia sớm từ những năm đầu khi mà thị trường bắt đầu hình thành. Cũng như là nếu như anh chị và các bạn không đủ những cái bản lĩnh nhất định về cái tâm lý thì thị trường chứng khoán hoàn toàn có thể loại ra anh chị và các bạn rất là sớm trong cái xu hướng tăng giá rất là nhanh của thị trường giai đoạn 2000-2005, tăng giá rất nhanh hơn nữa của giai đoạn 2005-2008. Và đặc biệt là sẽ loại anh chị và các bạn, thậm chí là làm cho rất nhiều người khuynh gia bại sản trong cái giai đoạn 2008-2012, một trong những giai đoạn mà thị trường chứng khoán lao dốc không phanh, lao từ 1.200 mà lao về tới 235. Vậy thì chúng ta thấy cái sự trồi sụt của thị trường chứng khoán sẽ rất khó cho là cái cơ hội cho những người mà không am hiểu về tài chính, không am hiểu về cái lĩnh vực gọi là cổ phần, cổ phiếu. Bên cạnh đó nữa thì số lượng những doanh nghiệp mà trường tồn, phát triển dài hạn trong vòng 20-30 năm đi song hành với cái tuổi đời của thị trường chứng khoán thì thực sự là rất ít. Ngoài một vài cái gọi là những cái doanh nghiệp điển hình như Vinamilk, công ty sữa Vinamilk chẳng hạn, hoặc là rất ít những cái doanh nghiệp mà có thể trường tồn với thị trường trong suốt 19 năm kể từ ngày thành lập đến nay, năm 2000 đến nay. Bên cạnh đó nữa thì với cái cấu trúc của cái chính trị Việt Nam theo cái niên khóa 5 năm một lần, và cái việc mà sự bất hợp lý trong cái công tác điều hành chính trị, kinh tế, xã hội trong một cái chu kỳ dài 20-30 năm vừa qua thì nó đem lại những cái sự bất ổn nhất định đối với những cái doanh nghiệp. Và do đó thì tác động lên cái hành vi của rất nhiều những cái doanh nghiệp, các ông chủ doanh nghiệp, thì rất hiếm khi có một cái doanh nghiệp nào mà nếu không phải là doanh nghiệp nhà nước mà là doanh nghiệp cổ phần muốn phát triển đầu tư dài hạn bền vững. Bởi vì nó thông thường sau một cái chu kỳ khoảng 5-10 năm thì nó thường có những cái chính biến, tức là những cái thay đổi về mặt luật pháp, thay đổi về mặt cơ cấu chính trị cũng như là những người điều hành, do đó nó có những cái thay đổi về mặt luật và những cái chính sách ảnh hưởng tới cái doanh nghiệp, nên do đó nên là những cái doanh nghiệp mà phát triển đậm tính chất tư nhân thì họ thường không có cái tư duy gọi là đưa ra cái chiến lược và kế hoạch phát triển dài hạn. Và khi mà họ không đưa ra được cái chiến lược và cái kế hoạch phát triển dài hạn bền vững lâu dài thì việc đầu tư dài hạn cho những cái doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán nó gặp những cái khó khăn, là bởi vì chính ông chủ thì còn chẳng muốn phát triển dài hạn, thì việc chúng ta là những người đầu tư gián tiếp mà đầu tư dài hạn thì nó sẽ là những cái điều nghịch lý. Và thông thường nếu chúng ta đầu tư ngắn hạn trong vòng từ 3-5 năm thì chúng tôi không bàn về cái câu chuyện là có thể đưa ra và tìm kiếm những cái phân tích định hướng cái sự phát triển ngắn hạn 3-5 năm của doanh nghiệp và đem lại cái hiệu quả hữu ích trong giai đoạn vừa qua. Lấy ví dụ như giai đoạn 2014-2017 thì chúng ta có những cái đợt tăng giá khủng khiếp của các doanh nghiệp ngành sắt thép, của doanh nghiệp ngành xây lắp, của những doanh nghiệp ngành bất động sản, một vài doanh nghiệp ngành chứng khoán và ngân hàng. Và trong suốt một cái chu kỳ tăng giá của thị trường gần đây nhất 2014-2017 thì chúng ta đã thấy được rằng cái mức tăng giá của nhiều doanh nghiệp là lên tới 3-4 lần. Thì cái đoạn đó thực sự cũng là cái hiệu quả đầu tư ngắn hạn. Tuy vậy thì nếu như chúng ta mà đầu tư dài hạn trong một cái chuỗi thời gian dài
đủ dài trên 15-20 năm thì đây không thực sự là kênh đầu tư mà chúng tôi cho rằng là nó hiệu quả và được đánh giá là hiệu quả nhất. Chúng tôi là những người làm trong lĩnh vực tài chính nên chúng tôi hiểu rất rõ về bản chất thị trường tài chính và đã có rất nhiều hàng vài trăm video chia sẻ về lĩnh vực tài chính với anh chị em và các bạn, nên chúng tôi có thể khẳng định rằng chứng khoán không phải là cái kênh đầu tư dài hạn hiệu quả bằng thị trường bất động sản. Và để chốt video hôm nay thì chúng ta cũng có thể nói thêm với anh chị và các bạn một cái ý khác để chứng minh với anh chị em và các bạn là không chỉ là quá khứ thị trường bất động sản là một kênh đầu tư dài hạn hiệu quả, mà hiện nay cũng như tương lai xa thì bất động sản vẫn sẽ là cái kênh đầu tư hiệu quả và đem lại cái hiệu ích đầu tư dài hạn hiệu quả nhất của Việt Nam trong tương lai. Là bởi vì nếu anh chị và các bạn đem những cái sự so sánh theo kiểu là các nước trên thế giới, ví dụ như Nhật Bản, ví dụ như Mỹ, ví dụ như Singapore, Hàn Quốc, thì giá đất đai nó không tăng nhiều nữa. Thì lý do là bởi vì cái cơ sở hạ tầng của các cái quốc gia phát triển trên thế giới, họ đã đi tới một cái giai đoạn, tức là giai đoạn toàn rộng, giai đoạn bão hòa. Cơ sở hạ tầng liên quan tới đường xá, giao thông của họ đã khá là ổn định và khó có thể thay đổi được nhiều. Còn ở Việt Nam thì chúng ta có một cái quốc gia khá là đặc thù, nó là cong cong hình chữ S và có một cái dải dài, bờ biển dài lên tới cả hàng vài nghìn km. Từ Bắc chí Nam thì cơ sở hạ tầng về đường giao thông, đường bộ, đường thủy, đường hàng không, các thành phố lớn thì cái mật độ dân cư và cái cơ sở hạ tầng hiện nay thì chưa đáp ứng được cái nhu cầu thực tế của người dân. Mật độ thì có thể là dày đặc, nhiều cái sản phẩm bất động sản phục vụ nhu cầu thực tế của người dân thì nó chưa đáp ứng đủ. Và tất cả những lý do như thế thì đồng nghĩa với câu chuyện là hạ tầng của Việt Nam còn rất nhiều dư địa để phát triển trong vòng 10 năm tới, 20 năm tới, thậm chí 30 năm tới. Do đó nếu với cái tư duy là xác định đầu tư dài hạn và dài hơi, đồng tiền nhàn rỗi không có những cái áp lực về mặt tài chính, thay vì chúng ta chọn là lựa chọn những cái kênh đầu tư khác, thì chúng tôi hoàn toàn có thể đưa ra cho anh chị và các bạn một cái góc nhìn về việc là chọn kênh thị trường bất động sản là một trong những kênh đầu tư dài hạn nhiều hơn 10 năm, nhiều hơn 20 năm. Nó sẽ đem lại những hiệu quả mà anh chị và các bạn sẽ không ngờ tới. Và anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm một cái góc nhìn khác khi mà một số doanh nghiệp sản xuất trên thị trường chứng khoán hay là trong đời sống kinh tế thực tế của Việt Nam, hoặc là một số doanh nghiệp mà có những thành công nhất định trong cái hoạt động kinh doanh của họ, thì không khó để nhận ra phần lớn các ông chủ đều đem cái khoản tiền gọi là dư thừa, không có nhu cầu tái đầu tư của mình, đi kinh doanh và tìm kiếm bất động sản để mua và nắm giữ. Đây cũng là một cái góc nhìn để cho thấy rằng là không phải chúng tôi là những người làm chương trình chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư kinh doanh, nói về cái câu chuyện là kênh đầu tư hiệu quả nhất phải nói đến là bất động sản, mà những cái tay tài phiệt, những ông chủ lắm của nhiều tiền, ví dụ như là Hòa Phát, ví dụ như Hoa Sen, ví dụ như là Vincom, ví dụ như là Hòa Bình, Cotecom, hay là bất kỳ một cái ông chủ làm các cái doanh nghiệp dịch vụ sản xuất, khi mà dư thừa tiền hết cái khả năng gọi là đầu tư cho cái hoạt động sản xuất, tức là tái đầu tư, thì họ đều tìm tới bất động sản. Điển hình nhất là doanh nghiệp Dr. Thanh, doanh nghiệp Tân Hiệp Phát đang và đã có những cái dấu hiệu cho cái câu chuyện là cái tiền vốn tái đầu tư của họ không cần nhiều, và cái dòng tiền biên lợi nhuận của họ thì đang hướng về cái kênh bất động sản. Những cái miếng đất lớn, những miếng đất mà gọi là có cái diện tích lớn rộng ở các cái khu vực vùng ven biển, hoặc là những cái vùng mà gọi là cận với các cái trung tâm, thì đang được những cái doanh nghiệp rất là lớn săn đón để cất đó, để chuẩn bị cho cái tài sản sau này để phát triển các dự án bất động sản trong tương lai. Thì vài cái chia sẻ như thế thì hy vọng rằng là một cái góc nhìn thực sự là nó theo quan điểm của chúng tôi thì nó thực sự là nó sẽ đem lại những hiệu ích cho anh chị em và các bạn. Thì mong anh chị em và các bạn nghe hết video này có thể kiếm được những cái địa điểm, những cái nơi mà hoàn toàn có thể giải ngân để
gọi là để dành cái đồng tiền tiết kiệm của mình đầu tư dài hạn cho các thế hệ con cháu của mình trong tương lai, thì nên chọn kênh bất động sản là kênh mà có thể hoàn toàn có thể yên tâm nắm giữ lâu dài. Còn nếu như mà đầu tư ngắn hạn thì anh chị và các bạn vui lòng xem lại cái loạt 50 video về thị trường bất động sản của Thắng ơi. Để lại cái đường link và ở phía dưới cái phần mô tả của video này, cũng như là cái góc này. Cái góc này thì chúng tôi sẽ để lại cho anh chị em và các bạn là cái cứ click vào cái góc này thì sẽ ra cái đường link để lại 50 video mà chúng tôi đã chia sẻ với anh chị em và các bạn. Mong nhận được những cái ủng hộ của quý anh chị, và hãy để lại cái cảm nhận của mình về những cái chia sẻ của chúng tôi để chúng tôi có thể hoàn thiện hơn, để đem lại những cái góc nhìn mới cho quý anh chị và các bạn về thị trường bất động sản, tài chính, kinh doanh trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.